我心里一直有许多困惑，既不知晓自己为何以这种心态诞生，也不明白漫长的生命该归于何处。仿佛从一开始就遗忘了什么。所以要不要试着去寻找答案呢？那位莱特大人，下一场审判就要开始了。啊，多谢提醒。没想到那位莱特大人也会发呆呢。我想起一些过去的事，一些很久之前的事。对我来说，人类就像是倒映着我的水面，通过观察他们，我才能逐渐理解自己。开庭。Yo yo yo yo, hello anh em 22, chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Dạo gần đây mình thấy anh em có để lại câu hỏi về chuyện là tại sao mình không làm những cái video chuẩn bị trước cho các nhân vật, hay là nói chung là các cái video dạng như kiểu leak trước bộ skill, bàn luận về nó. Trước khi trả lời câu hỏi đó thì nếu như anh em theo dõi kênh của mình thường xuyên thì anh em sẽ nhận ra một cái chuyện, đó là mình dạo này gần đây thường xuyên làm những cái video mà ví dụ nhá, mình ví dụ một cái banner vừa xuất hiện xong thì mình đã làm được cái video có một cái trải nghiệm của một người chơi mà đã được sử dụng nhân vật khá lâu, có một khoảng thời gian trải nghiệm tương đối để đưa ra được cái video như vậy, và thời gian edit các thứ nữa nó không thể là chỉ 5 phút 10 phút được. Thì câu trả lời rất là đơn giản thôi, đó là mình đã được mời vào để làm những cái video đó. Còn ai mời vào đây nữa, còn ai trồng khoai đất này thì anh em biết rồi. Và nhân đây thì mình cũng xin khẳng định luôn là với những cái video như vậy thì mình sẽ luôn đánh giá khách quan nhất. Nó chắc chắn 100% giống với trường hợp là mình tự roll nhân vật về trải nghiệm và đưa ra cái review như mọi người vẫn hay xem, ok. Nhưng mà cũng chính vì những cái lý do đó khiến cho mình hạn chế chia sẻ những cái thông tin trước về nhân vật. Nhưng theo mình thì mình nghĩ rằng là việc hạn chế đó nó hơi cực đoan và thực sự là không cần thiết. Bởi vì thực sự thì ngay từ đầu nhà phát hành họ đã không ngăn cấm cái việc là thảo luận trước về các nhân vật chính thức, giống như kiểu là Levilet và Risley đã được giới thiệu chính thức từ cái line đặc biệt. Nếu như là người chơi chỉ ngồi bàn tán về chuyện là nhân vật này sẽ chơi như thế nào, sẽ sử dụng bộ di vật gì, và nói chung là những cái bàn tán rất là bình thường về nhân vật, thì cái việc làm video về những cái chủ đề đó được chào đón chào mừng và đã có quy định rõ ràng trên cái Discord chính thức của nhà phát hành nhé. Ok, chính vì thế trong video này thì mình sẽ quay trở lại với cái nội dung chuẩn bị trước cho nhân vật. Cụ thể ở đây là Levilet nhá. Và anh em đừng mừng hụt nhá, bởi vì Levilet là một nhân vật mà mình chưa được trải nghiệm đâu, mình cũng y như anh em chưa được cầm vào nhân vật này ở bất kỳ nơi nào. Để chuẩn bị cho Levilet thì chúng ta phải xác định trước rằng là anh ta đột phá tăng cái gì. Đầu tiên đó là anh ta tăng sát thương bạo kích ở level 90 là tăng khoảng 38,4%, giống như các nhân vật tăng sát thương bạo kích khác. Và cái bộ di vật mà anh ta sử dụng thì sẽ là bộ, mình nghĩ là cái bộ này, bộ thợ săn Metrosi này. Bộ này thì khi mà nó xuất hiện cái bí cảnh ở Fontaine ấy, là mình đã cắm mặt đây farm hoài luôn. Farm nói chung là mình cứ gói nhựa là mình đổ ở đây, chứ mình không làm gì khác cả. Cơ bản là mình cũng lười vào ấy, và xả như thế thì nó nhanh. Và vì xả một cái lượng nhựa khá khá như vậy, cho nên là mình đã farm được vài bộ để có thể chuẩn bị cho các tình huống, ví dụ như là trúng raid hay lệch raid về vũ khí nhá. Về di vật thì mình đã đeo thử cho Yanfei. Thì có vài trường hợp ở đây. Đầu tiên đó là nếu như sử dụng quyển trấn chẳng hạn, thì mình sẽ ví dụ đó là quyển chương nhạc lang thang. Trấn nó chênh với chương nhạc thì khoảng tầm, cứ cho là khoảng 30% sát thương bạo kích đi. Mình đang xác định đến nhân vật là có cái tỷ lệ bạo khoảng tầm 80% trở lên. Như vậy khi sử dụng bộ thợ săn Metrosi này thì chúng ta sẽ được cộng sẵn 36% tỷ lệ bạo rồi, rất là lời. Khi vào trong chiến đấu thì mình sẽ có khoảng 85% tỷ lệ bạo và cái sát thương bạo kích, nếu như cộng cái phần đột phá của Levilet và cộng thêm cả phần chênh lệch của trấn nữa. Như vậy là mình sẽ có khoảng 85% tỷ lệ bạo kích khi kích hoạt bộ 4, và mình sẽ có khoảng 252% crit damage đến 285% crit damage tùy vào việc sử dụng cái vũ khí gì. Chỉ số như vậy sẽ đảm bảo cho lượng sát thương đầu ra là lớn. Về quyển chương nhạc lang thang thì mình nghĩ là dùng được, tuy nhiên thì nó có những cái điểm hạn chế nhất định.
thì cái phần búp của nó rất là khó để kiểm soát. Nó có thể vào tinh thông, vào tấn công. Có thể nói là nó rất là bóp cho Leviathan trong những cái trường hợp như vậy. Vậy trong trường hợp là không sử dụng quyển sách có sát thương bạo kích thì một quyển khác mà mình có đó là quyển điển tích, cũng khá là hay. Mình đang có tinh luyện hạng 3 nên mình nghĩ là mình sẽ mượn đạo của kẻ lang thang trong khi mình chơi với Leviathan. Nếu sử dụng quyển điển tích Tây Phong này thì mình sẽ sử dụng cái mũ là mũ sát thương bạo kích. Về cơ bản thì mình nghĩ là những cái chỉ số sau khi đổi này thì nó cũng không chênh lệch quá nhiều. Trong trường hợp mà lệch rate không trúng cái chấn chẳng hạn thì mình nghĩ rằng là cái kiểu sát này cũng là một cái nói chung là một cái kế hoạch có thể chấp nhận được. Còn về trường hợp anh em sử dụng cái pháp khí tăng máu thì đơn giản là vẫn sử dụng cái mũ tỷ lệ bạo kích thôi. Lúc này thì cái sát thương bạo kích nó sẽ giảm xuống, tuy nhiên thì cái lượng máu nó sẽ tăng lên. Cá nhân mình thì mình vẫn thích cái phần sát thương bạo kích nó cao hơn. Về cái lượng HP cho Leviathan thì mình nghĩ là mình có thể lấy thêm từ phần di vật. Vậy thì còn những món di vật còn lại thì sẽ chọn cái gì? Về cái ly thì mọi người sẽ băn khoăn giữa chuyện là ly sát thương nguyên tố thủy hoặc là ly HP. Chúng ta vẫn luôn biết rằng là cái ly sát thương nguyên tố thủy nó sẽ hoạt động được, và trong nhiều trường hợp thì cái ly nguyên tố nó sẽ nhỉnh hơn các cái dòng khác. Trong bộ kỹ năng của Leviathan có cái phần nội tại có thể giúp anh em tăng sát thương nguyên tố lên đến khoảng 30%. Kết hợp với việc là anh em có thể sử dụng nhân vật như là Kazuha trong đội, anh ta có thể bóp sát thương nguyên tố lên khoảng 40%, đồng thời là giảm khá nguyên tố của quái nữa. Như vậy nếu như chỉ tính riêng cái phần sát thương nguyên tố đến từ bóp thôi thì mình nghĩ là cũng đã đủ để có thể sử dụng được rồi. Và nó sẽ cho anh em một cái cơ hội để lựa chọn cái ly là ly HP. Với cái ly phần trăm HP thì nó xuất hiện nhiều hơn, tần suất xuất hiện của cái ly là cao hơn so với ly sát thương nguyên tố. Và từ đó thì anh em có thể chọn những cái dòng phụ đẹp hơn. Và bên cạnh đó thì mình còn nghe đồn rằng là có thể là thủy thần sẽ có khả năng búp thêm cái phần sát thương nguyên tố nữa. Cái này thì mình chưa chắc lắm, nhưng mà nhiêu đó thì cũng là đủ để có thể mở ra một cái hướng để chọn cái ly HP rồi. Còn cái nào hiệu quả hơn thực sự thì chúng ta cần phải thực chiến mới biết được. Về cái đồng hồ thì mình sẽ lựa chọn đồng hồ HP nhân vật và lấy dòng phụ là hiệu quả nạp. Mình sẽ chọn những cái miếng di vật có hiệu quả nạp để ưu tiên. Mình không nghĩ là anh ta cần phải sử dụng cái đồng hồ hiệu quả nạp đâu. Nếu như sử dụng đồng hồ hiệu quả nạp thì cái chiều quy nó sẽ được nạp nhanh hơn, tuy nhiên thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sát thương của nhân vật. Mình nghĩ là với một nhân vật đứng sân và có thể kẹp thêm cả phết nữa thì đồng hồ HP thôi chắc là đủ rồi. Bên cạnh đó thì nếu như sử dụng Kazuha trong team, sử dụng cái vũ khí là ánh trăng Saifo chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho cái phần hiệu quả nạp của Leviathan được cải thiện thêm một chút nữa. Nói chung là mình không quá lăn tăn về cái phần hiệu quả nạp của Leviathan đâu. Về dòng phụ của di vật thì mình nghĩ là anh em nên ưu tiên những cái dòng như là sát thương bạo kích, HP và hiệu quả nạp nguyên tố. Nếu như anh em hỏi mình về một nhân vật khác là Grizzly thì mình nghĩ rằng anh ta cũng sẽ sử dụng cái bộ này. Nhưng mà về cái phần di vật ấy, thì mình chưa chuẩn bị cho nhân vật, bởi vì mình cũng không chắc là mình có roll không. Nên là mình mới chỉ chuẩn bị cho Leviathan thôi nhá anh em. Ok. Khi farm bộ này thì mình nghĩ là có cái lời ở đây, đó là anh em sẽ có thể ra rất là nhiều cái bộ đoàn kịch hoàng kim này. Cá nhân mình thì mình sẽ cho rằng là bộ này là bộ sử dụng cho thủy thần. Và khi anh em farm được rất nhiều những cái mảnh đoàn kịch hoàng kim này thì đến khi thủy thần ra mắt anh em sẽ ghép được một bộ mình nghĩ là khá là thế giới cho nhân vật đấy. Ok, để chuẩn bị cho Leviathan thì ngoài những cái phần di vật ra thì còn có những cái thứ khác nữa. Về cái con boss cá ngựa thì con boss ấy nó tên là cá ngựa ngàn năm, cá ngựa ngọc trai ngàn năm, đây là tên nhà phát hành đặt cho nó. Nhưng mà cái con boss này thì nó lại rớt ra một cái vật phẩm mà mình nghĩ là nhiều người nghe đây sẽ cảm thấy rất là thú vị này, đó là sừng kỳ lân biển sâu. Con cá ngựa nó rớt ra sừng kỳ lân và nhiều người bảo con cá ngựa này nhìn nó y như con kỳ lân. Cho nên bây giờ mình nghĩ rằng tên chính thức đúng của nó mà cộng đồng gọi thì nên gọi nó là con cá ngựa kỳ lân để đỡ tranh cãi anh ạ, vừa là cá ngựa vừa là kỳ lân. Thì anh em sẽ cần khoảng 46 cái sừng kỳ lân biển sâu này. Bên cạnh đó thì tương tự như các cái nhân vật khác, anh em cũng cần cái nguyên liệu hoặc đặc sản đến từ Fountain ở phiên bản 4.1 là cái con sao biển. Anh em cần phải đi nhặt 168 con, và từ beta thì họ đã vẽ ra những cái lộ trình nhặt những cái con sao biển này rồi, nên là đến ngày có banner thì anh em chỉ cần tìm các video để nhặt theo là rất là nhanh. Về sách của Leviathan sẽ là sách triết học của công bằng. Thứ hai, thứ năm, chủ nhật. Hôm nay mình pha một luôn này. Nếu như áp thiên phú theo thứ tự là 10-8-8, anh em sẽ cần tương ứng là 58 quyển triết học công bằng, 63 quyển hướng dẫn ở công bằng và 9 quyển bài giảng của công bằng. Thực sự là cũng đã rất là lâu rồi mình không áp bất kỳ nhân vật nào. Mình không nhớ là cái nhân vật gần nhất mình áp nó là nhân vật nào đó. Ok, có một nhân vật mà để mình quay trở lại chuẩn bị build rồi... Ngóng chờ thế này cũng rất là thú vị. Wow, mình pha một phát ra luôn này anh em. Quá hên luôn. Chỉ có 20 nhựa thôi. Kiểu này chắc là tín hiệu từ vũ trụ rồi. Tín hiệu từ vũ trụ cho rằng nên roll Leviathan. Nguyên liệu từ quái này thì nó cần khoảng 36 này cục ngọc vụn đại dương, cần khoảng 96 cái kết tinh đại dương và 87 cục tinh thạch dị sắc.
đấy chỉ nói về chuyện up nhân vật thôi đấy nhá. Anh em có thể mở cái quyển sách F1 lên để đi tìm dị chủng biển sâu để farm tà tà từ hôm nay. Ok anh em, đó là những cái chuẩn bị của mình nhá. Vậy còn anh em có chuẩn bị cho nhân vật mới không? Mình biết rằng anh em sẽ để lại bình luận khi mà mình đặt câu hỏi như thế này, đó là chuẩn bị trước làm gì, chuẩn bị trước rồi role sẽ lệch. Nhưng mà nếu như chúng ta biết chắc chắn sẽ lệch rồi thì chúng ta cứ chuẩn bị trước, đâu có sao. Đến đây thì mình sẽ kết thúc cái video của ngày hôm nay nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video của mình. Còn bây giờ thì chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau nhá.